Và bây giờ trên màn nhỏ của quý vị các chị là con diều mang số mệnh danh 12. Tuyệt vời lắm. Tôi muốn trao giải chân thì đặc biệt cho các bạn. Một tập thế một thời cơ hiểu lên một đường tặng. Từ trước tới nay tôi thấy tập hiểu lên quá đẹp luôn. Rất tiên là các bạn hãy thi vòng 2. Vâng. Giải ba, vâng. Giải ba hôm nay đã có chủ nhân. Quá đẹp, chú Diệu phải nói là vượt. Tuyệt vời nhá, chúc mừng anh. Tuyệt vời đỉnh nhất đấy, đỉnh nhất xem sướng nhất từ đầu đến giờ đấy. Bây giờ câu lạc bộ gì nhà anh nhỉ? Câu lạc bộ Bốn Phương ạ. Câu lạc bộ Bốn Phương ở tỉnh nào anh? Em ở Thái Bình ạ. Vâng, cảm ơn anh. Alo, alo. Vâng, như vậy là sau phần đầu thì tất cả quý vị, quý vị và chúng tôi đã tìm ra một người chiến thắng vòng đầu vượt qua Cô Liêm. Và giải nhì cũng đã có một tên diều của bộ vượt qua Cô Liêm là Minh Quang. Tuy là mắc dây nhưng vẫn vượt qua. Và giải nhì hiện nay còn giải ba và giải khuyến khích. Tất cả các diều mắc Cô Liêm và không có dây, chúng ta tiếp tục vào vòng 2 để tìm ra hai giải, giải ba và giải khuyến khích. Tất cả các nghệ nhân, tất cả các nghệ nhân diều chúng ta sẽ vào vị trí. Vòng đầu tiên cũng xin chúc mừng giải nhất và giải nhì của hai câu lạc bộ. Bây giờ anh đọc nó mắc là Tân Phong 01 đi. Rồi bây giờ đội Tân Phong mắc dây và là vào vị trí thi số 1 của vòng 2. Xin mời câu lạc bộ Tân Phong. Hôm qua có cái 06 này rồi. Có một cái 06 Minh Quang là vượt qua cái đồng yếu là thứ gì thôi. Đi 08 này 01 08 này 09 này. Bây giờ đi cái đồng 01 đi. Em đi rồi. Và câu lạc bộ Tân Phong, câu lạc bộ Tân Phong vào vị trí số 1 của vòng 2. Xin mời diều số 1 câu lạc bộ của Tân Phong. Sau khi giải ba và giải khuyến khích thì đã có chủ nhân. Chúng ta mà trao giải vâng, từ tất cả các câu lạc bộ đó là giải thưởng sẽ trở về sân đền để vận chúng trao giải và để trả lại địa điểm phía đông và phía tây của hồ Bắc Việt cho chương trình Hồ Bắc Việt Tự Do. Vậy tất cả các bạn thanh niên tôi thấy đang háo hức kìa, rất là háo hức kìa. Như chúng tôi thông báo thì tin vui tới với mọi người, vì lễ hội sau đền năm nay chúng tôi tuyệt đối không thu lệ phí và kinh doanh của bất cứ một ai. Tất cả các hàng quán, các chương trình trò chơi đều miễn phí toàn bộ 100%. Các bạn thanh niên chúng ta cứ tiếp tục là chương trình tân việt, ai bắt được việt sẽ thưởng việt. Vâng, bây giờ là câu là bộ diều của thị trấn Vũ Thư số 08. Thị trấn Vũ Thư số 08 sẽ vào thi thứ hai vòng hai. Tiếp theo là hiệp hòa không chín. Sau câu lạc bộ của Vũ Thư là câu lạc bộ của Hiệp Hòa, diều mang số 09 sẽ vào. Và thị trấn Vũ Thư sẽ vào thi. Khẩn trương. Chưa có thay đi đường. Đang à. Khẩn trương đây là một phần chuyển dây đang khẩn trương. Rất vui. Cô Sao Hoan chúng ta tại lễ hội sao đời năm nay được đón nhận các nghệ nhân đến từ khắp các tỉnh thành trên cả nước trở về cô Hương Sao Hoan chúng ta và mình được không khí ngày lễ hội và chương trình thi diều và câu lương. Nãy đây chứ. Số hợp hòa bác Giang chuẩn bị. Và một đám nữa thôi, ô tô chở vị của chúng tôi ra thì xin mời các bác ở cầu các bác phải dán ra. Ô tô của chúng tôi bây giờ anh Thạch về đánh ô tô vượt ra rồi. Vào sát bên này đi, nhìn thẳng vào. Không được rồi. Đứt luôn. Vâng. Giờ đến Hiệp Hòa Bắc Giang. Câu lạc bộ Hiệp Hòa Bắc Giang sẽ vào vị trí. Giải nhất thì đã bị câu lạc bộ Hà Nội lượm mất rồi. Anh em đã thất tiền một khả năng là đang trên xe trở về thành thủ đô rồi. Hôm nay được diễn ra thành công tốt đẹp khu vực phía bờ hồ, xin được trân trọng kính mời. Theo như sự quan sát của chúng tôi thì anh em thủ đô Hà Nội sau khi lượm giải nhất cái là
ôn giải chạy về thủ đô luôn rồi, chứ không còn thấy bóng dáng của anh em nào ở khu vực sân khấu nữa. Chúng tôi cũng thông báo thêm với toàn thể quý vị các anh chị là hôm nay và ngày hôm nay tại lễ hội thì cái câu liêm của chúng ta sẽ được thu nhỏ hơn, giảm đi 50% so với những năm trước. Năm trước là đường kính câu liêm, hai câu liêm chạm nhau là 25 cm, và bây giờ chỉ còn có 12,5 thôi ạ. Và nó rất bé, những câu lạc bộ nào và những con diều không đẳng cấp thì không thể nào vượt qua được. Quý vị các anh chị phải hiểu điều đấy. Vâng, chỉ có đẳng cấp thực sự thì mới có thể vượt qua thôi ạ. Vâng, chúng tôi đã bị câu lạc bộ Hà Nội lượm mất cái giải nhất rồi, còn cái giải ba thì chúng ta chuẩn bị lượm hết. Chúng tôi đã tìm ra chủ nhân của giải khuyến khích và giải ba. Vâng, và bây giờ trên màn nhỏ của quý vị các chị là con diều mang số mệnh danh 12. Vâng, chuẩn bị, mời con chuẩn bị nào. 1, 2, 3, lên. Quá tuyệt vời. Chất luôn. Vâng, quá tuyệt vời. Không tìm hết, chắc chắn là sẽ được rồi. Cô Liêm không tìm hết luôn. Quá đỉnh luôn, ghê lắm nhỏ, tuyệt vời lắm. Tôi muốn chào giải chân đặc biệt cho các bạn. Một tập thế một cơ diều lên một đường tặng. Từ trước tới nay tôi thấy tập diều lên quá đẹp luôn. Rất chân cả các bạn hãy thi vòng 2. Vâng, giải ba, vâng. Giải ba hiện nay đã có chủ nhân. Quá đẹp, chiếc diều phải nói là vượt. Tuyệt vời nhá, chúc mừng anh. Không tìm vài đỉnh nhất đấy, đỉnh nhất xem sướng nhất từ đầu đến giờ đấy. Bây giờ câu lạc bộ gì nhỉ anh nhỉ? Câu lạc bộ Bốn Phương ạ. Câu lạc bộ Bốn Phương ở tỉnh nào anh? Em ở Thái Bình ạ. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, xin mời cô Trần Lãng Tâm Hồng có lên hay không ạ? Câu lạc bộ vừa sáng Trần Lãng Tâm Hồng cũng là một cái câu lạc bộ trong những câu lạc bộ và lâu đời nhất của tỉnh Thái Bình chúng ta, và đã cũng giành được rất là nhiều các cái giải cao trong các cái cuộc thi trước đây. Nhưng cái cuộc thi này không biết là con diều này thế nào ạ? Metama luôn ạ. Wow, rồi quá tuyệt vời. Đã mất bao nhiêu người rồi này. Cũng như sự thông báo của ban tổ chức chúng tôi là những con diều cực kỳ đẳng cấp thì mới lên được, mới vượt qua cái liên được bà con ạ. Không phải con diều nào cũng có thể lên được những cái cơ liêm quá bé và quá khít như thế này. Đây là một bộ cùng đôi khoảng là 65 chúng tôi xin kính mời các nghệ nhân của những chiếc diều chúng ta tập trung vào bên khu trong nội đền để chúng ta sẽ công bố kết quả thi của buổi chiều ngày hôm nay. Và đặc biệt là chúng tôi nhắc là diều số 15 của câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội. Thứ hai là các câu lạc bộ của Tân Phong Vũ Thư. Thứ ba là của Minh Quang Vũ Thư. Và thứ tư là diều số 4 Phương. Là 4 câu lạc bộ này chúng ta không thể thiếu. Chúng ta hãy vấn tay giá nhau, bây giờ mình đi. Hãy chuyển đến chân vịt kia lên kia, thầy đi. Thầy đi. Thôi toàn thể các câu lạc bộ chúng ta vào trong khu sân đền để công bố kết quả giải của giải vật tư liêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thời lúa trổ hy vọng vàng.